Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ đội chủ nhà trong ngày hôm nay, đó chính là Việt Hương, Ngọc Sơn và Nguyễn Hưng. Đẹp, rất đẹp, đội hình rất đội đẹp. Đội hình bốn người mình thiệt. Lúc nào nó cũng có điểm nhấn riêng. Ừ. Nguyên bộ đồ kem nhìn sang trọng. Kế bên loan lỗ, đẩy cái sợi dây. Bên kia bộ xanh mướt luôn. Mà công nhận tướng anh Hưng thẳng băng à. Tướng hai mình hơi bùng nhụng chút. Tướng anh hơi cao công. Công. Rồi, chúng ta chào đón đội chủ nhà ngày hôm nay. Hy vọng đội chủ nhà sẽ đem đến rất nhiều tiếng cười và niềm vui ngày hôm nay. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón đội khách mời trong ngày hôm nay, đó chính là Trọng Hiếu, Lý Minh Phát và Minh Anh. Wow, ba chàng soái ca. Anh ấy có cách nào cho cái ghế ra qua bển ngồi bốn đứa không? Em qua bển. Ủa vậy hả? Tươi xanh. Anh nói em nghe bây giờ nè, anh mời hai chàng trai đó ra thành năm chàng trai, sáu luôn. Dạ. Nhảy cái cho nó sung cái nào. Em là ban giám khảo. Rồi, xin mời anh Ngọc Sơn, Nguyễn Hưng ra đây. Dạ. Sáu chàng trai mình nhảy điệu gì đó cho nó sung nào. Okay. Yeah. Mời Nguyễn Hưng nào, âm nhạc. Yeah. Chuẩn bị music now action. Yo. Hey. đẹp lắm. Yeah. Mời phụ nữ ra đây nhận mình nhé. Vậy luôn hả? Đến luôn nha em. Vô luôn. Nào mở màn cho nó sung sung cái coi. Yeah. Vô giữa nha, vô giữa nha. Lên luôn nào. Lên luôn nào. Yeah. Anh Linh hả? Trời ơi. Lên. Wow. Trọng Hiếu. Wow. Lý Minh Phát. Trời ơi, thái độ. Đại ca Nguyễn Hưng. Wow. Wow, một tràng pháo tay cho hai đội ngày hôm nay. Hai đội luôn. Tuyệt vời thưa quý vị, chúng ta về vị trí chuẩn bị cuộc chơi ngày hôm nay. Quý lý chào đón quý vị quay trở lại với phần đầu tiên trong chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Ba thí sinh đầu tiên bắt đầu. Về đây hỡi những gót chân phiêu linh, về cùng nhau ca hát. Về đây hỡi những chiếc hôn đang yêu, về đây hỡi những trái tim hoang liêu, về đây nhé như đôi khi đã về, về sưởi ấm lòng nhau. Trong tim ta và hãy cùng hát lời ước mơ xin trăm năm dâng đam mê ngọt ngào. Đời sẽ là cái diều cuốn ta bay đi xa, dù biết rằng có lần cuốn cao hay lao đao thì hãy còn giữ lại đôi.
khát lời ước mơ xin trong năm dẫn đam mê ngút ngàn. Thấy ông nào, thấy ông nào có khả năng là ca sĩ nhất? Thấy ba ông ông nào gì? Ông ông nào đa dạng anh thì hãy còn giữ lại nỗi vui trong thiên thu. Cảm ơn Vũ Đoàn MK. Chúng ta bắt đầu phân tích để tìm ra đâu là ca sĩ. Đội chủ nhà. Dạ, cái hình á thì thấy anh số 1. Tại vì ít có ai mà dám nhuộm cái tóc màu khói vậy. Nếu mà là ca sĩ thì cũng hát cái dòng nhạc nhảy nhót chút xíu. Nhưng mà cái anh số 3 đó, ảnh hơi chìm. Nhưng mà nhịp trong người anh cũng rất tốt, chắc dòng nhạc bolero. Chỉ có điều á là nhìn cái đôi dài của ảnh á, cái lo lo, không biết dài của ảnh hay là ảnh mượn. Chứ thật ra cái đôi dài đó với cái quần jean đó thì không có hợp để lên sân khấu. Nhưng mà có cái nét cuối cùng là hơi làm cho Việt Hương lấn cấn với cái bạn số 3 là ảnh chào. Mắt gì chào, một là có tập chắc cũng 8.000 lần ở nhà. Hiểu không? Để tới để gạt tôi với cái tay giơ lên rất là ca sĩ. Mời anh Ba Ngọc Sơn. Số 1 và số 2 dễ kẹp bên nhau và thứ nhất là số 2 chắc chắn là không phải. Tại vì ảnh hay bị lúng túng rất là nhiều. Và nhìn qua hai người thì tôi thấy là số 3 bị bỏ rơi. Ca sĩ thường thường là hay lên thì tôi thấy cái chào rất quen thuộc, đó là hay thường như vậy. Thì cái phong cách đó tôi vẫn nghi vào con số 3. Số 3, anh Nguyễn Hưng. Giữa các ba em này thì cái nổi trội nhất là số 1 và số 3. Số 2 thì có lẽ hơi bị chìm, nhưng mà bây giờ Hưng chưa nói vì anh, nổi trội là số 1 với số 3 là tại vì ông số 3 ông không có làm gì hết trơn, đó ông nổi trội. Cái anh đầu tiên á thì thấy là wow, anh này cái màu giống Việt Quang nè. Thì là cái kiểu cũng giống như vậy, nhưng mà anh có nhịp. Anh thứ hai ra thì bắt đầu là thấy là không cảm nhận được cái nhịp của anh này nha. Thì không biết là anh có diễn hay không thì mình không biết. Hiếu chọn anh nào? Nghe ca sĩ nói nè, chồng Hiếu. Thế là Hiếu nghĩ là có thể là ai mà Hiếu loại luôn được thì là số 2. Khi mà bạn ấy bước ra, bạn ấy không tự tin ấy. Và cũng khá kiểu ôi lông lảnh, không biết đi đâu. Và cái ngôn ngữ cơ thể của bạn số 2 thì không phải là... Ê! Hey. Coi chừng người ta diễn cái nét đó đó. Người ta diễn nét lúng túng kiểu vậy nào. Người ta diễn đó trọng hiếu. Bước kiểu. Giả bộ nhìn đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Diễn viên đó. Ông nói cái gì vậy? Phá ơi, cái nét nó làm gì vậy? Mới hại ai xong á Phá? Cái nét nó làm gì? Chắc hình như mới ăn dụng. Mới dụng đó. Theo trọng hiếu, nghi ngờ ai? Số 1 thì Hiếu lại nghĩ là... không phải là ca sĩ đâu, là bạn ấy là kiểu như là dancer hơn ấy. Tại vì là cũng cái bộ tóc này và cái kiểu di chuyển trên sân khấu nó kiểm soát quá, không để cho cái cảm xúc nó chảy trôi đi ấy. Bạn số 3 thì là Trọng Hiếu nhìn thấy luôn là bảo là ok, chắc chắn giơ cái tay này hát lúc này thì cảm giác là bạn ấy hát những cái bài hát nhẹ nhàng và tình cảm. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 3 2 1. Ok thôi, chọn số 3. Số mấy? Dạ số 3 anh ạ. Số 3 lui. Đội chủ nhà. Mình dạ chọn đi. Số 1 đi. Mình chọn số 1. Dạ, của em okay. Chọn số 1. Không có như là cái game này cho mình chấp nhận thua. Chấp nhận thua đi, bị bên kia trai đẹp. Em vũ hai anh này. Đó. Số 1. Chấp nhận cho thua. Dạ số 1. Lui. Số 2 mới chính là ca sĩ đó. Cái nơi nguy hiểm nhất là nơi... cái nơi nguy hiểm thiệt. Nguy hiểm thiệt. Số 2 ơi, bạn hãy mở mặt nạ ra và hát cho mọi người biết mình có phải là ca sĩ hay không. Xin mời. Mẹ tôi nuôi lớn khôn.
giọt mồng tơi luộc rau mắm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông bìm bìm kêu ngày thơ âu đó bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương, buồn rồi buồn làm sao thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mãi nó về áo con sờn dài có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt người con kia, bầu trời xa xăm nhắn con tôi giùm về đây bên mái tranh xiêu, một mình mẹ quạnh hiu giờ đây mái tóc như mây cánh cá đầy nỗi lòng nào vơi, có con chim chiều chiều lặng yên không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ quê hương là ca dao, mẹ ru thiết tha hôm nào quê hương là con sông xanh xanh từng cây lúa, quê hương là trăng thanh đùa vui liếm lo trên đồng, quê hương làm sao quên đi xa mà tôi nhớ dáng mẹ hiền yêu thương, có con chim chiều chiều lặng yên không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Rồi, chúc mừng số 2, chúng ta vừa biểu diễn xong bài hát rất là ngọt ngào ha. Bây giờ thì mọi người đang chờ em nói mình là ai, em có phải là ca sĩ hay không? Con xin kính chào cô chú và các anh ở đây ạ, một lời chào trân trọng nhất ạ. Con tên là Đoàn Minh Tài, con là sinh viên ạ, không phải là ca sĩ ạ. Tài nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con mới 20 tuổi ạ. Quá trẻ luôn à. Đúng rồi, kêu cô con chú 20 tuổi đúng rồi, đáng lẽ kêu bằng bác luôn đó. Kêu anh á. À, để bác nói con nghe nè. Con có hay đi hát không vậy? Hôm nay là lần đầu tiên con quay trở lại sân khấu sau 6 năm. Hồi đó con có thi một chương trình, hồi con lúc nhỏ thì lần đời này là lần đầu tiên nên hôm nay con rất là run. À. Thì con không hay đi hát và sau cuộc thi đó thì con vào Nhạc viện Phố Hồ Chí Minh, con học đàn nhạc cụ dân tộc và đàn bầu và đàn tranh. Hiện tại con là sinh viên của nhạc viện. Hay quá. Là sinh viên nhạc viện. Tài ơi, nhưng mà tại vì cái bộ môn nhạc cụ dân tộc này á, các bạn trẻ ít có chọn. Nhưng mới 20 tuổi mà mình có cái chứng kiến riêng của mình để chọn cái môn này. Vậy thì khi đi biểu diễn con nhớ giác ảnh theo. Người ta không có nghĩ một cái người trẻ lại chọn một nhạc cụ dân tộc và hát và đờn nha. Nó rất là đặc biệt. Con hát rất tốt, chúc mừng con với tiết mục rất tuyệt vời. Chúc con thành công. Và bây giờ Quý Linh xin mời quý vị chúng ta tạm nghỉ giải lao vài phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với ca sĩ bí ẩn. Còn bây giờ Quỳ Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với ba cô gái. Đường về thôn em duyên dáng bên ven sông thuyền xuôi mai
nhịp cầu băng qua men lối đi quanh cô hoa nổi dài. Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau, có tầm mến thương dâu, có trầu vẫn vương câu và đào tơ thơm ngát ngát hương trình ban đầu. Đường về thôn anh con sáo ru em trên đồng xanh lúa, nhịp cầu băng qua đưa tới sân xeo xưa thăm hoa buồn mùa. Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ, có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê vẫn hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm trăng thanh ngà, hồi mùa lên tiếng ca, góp tay cần lao. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu trẻ bước chung vui êm dương bao. Tình ta lên men rồi, còn chỉ ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Chảy dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai một đôi uyên ương qua cầu soi bóng, nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha, ta còn vui hoài. Trời quê bóng ngỡ sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi, lúa đồng mái xanh tươi mướp cả thắm nơi nơi, và vành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Nhịp cầu đưa lối chung bước hai thôn ra đón trăng về mừng duyên. Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Đường về hai thôn, cô nào cũng giống thôn nữ, rất là dễ thương. Nhưng ai là ca sĩ? Theo Trọng Hiếu thì em nghi ngờ cô nào là ca sĩ? Đối với Hiếu là số 5 là ca sĩ này. Thế là Hiếu phải nói là em mọi người thật sự rất là siêu. Đi trên cái giày gót cao này kiểu như là rất là khó đấy. Và số 4 thì có khi phần verse 2 bị nhầm lúc kiểu bạn ấy tưởng là ok, có phải là lời của mình chưa, mình hát chưa, xong rồi định đưa cái mic lên xong rồi lại bỏ xuống. Hiếu ơi, tại vì bạn cũng có quen, nhiều khi người ta đã hát đơn ca quen rồi, hôm nay ta hát tam ca thì người ta không nghe được cái giọng đó là giọng nhép giả. Nhưng bạn nhớ lúc mà sau đó Hiếu là bạn số 4 đón câu rất tốt, khi bạn số 5 vừa hát là ở đây họ đón câu của họ rồi. Là phải dừng biết nghe nhạc với cái đôi guốc mà em nói nữa nha, là dân phải như chị, là chuyên nghiệp đi sân khấu nhiều và phải bận áo dài nhiều mới mang được coi hai heel cao như vậy. Bây giờ em nên qua kia ngồi. Em mới bên kia, em nói là ba chàng đó là từ thời Minh Anh nè, tới rồi Bình Phát. Bây giờ người ta bình luận là người ta chấm bên kia chứ bên sao là... Anh đề nghị Hiếu qua đây ngồi. Nói mà đừng có giận mà. Mê bên đó lắm, cho nên là bây giờ bên đó chọn bên gì là bên đây tôi cản liền. Rồi. Bây giờ theo Hiếu là số 5 đúng không? À, không, là chị Hương nói cũng khá kiểu có lý nhỉ. Phát thì Phát lại nghĩ là cô số 4 thì có vẻ như có tiềm năng hơn. Số 4 tiềm năng hơn. Tại vì khi mà hai cái cô kia đứng hát á, thì cô này mặc dù chưa tới cô hát nhưng mà cổ vẫn có cái điệu kiểu giống như cảm nhạc đúng không? Cảm nhạc luôn á. Mà Phát nghĩ là thường mấy cái cô mà hát dân ca nhiều thì cũng mới có được cái điệu giống giống như vậy. Mày hỏi Minh Anh đây, bây giờ Phát nghĩ là số 4, Hiếu nghĩ số 5. Liên Phát số 4, Hiếu số 5, Minh Anh. Em cũng đồng quan điểm với Liên Minh Phát. Khi mà xem bạn số 4 trình diễn á, coi như bạn không có một chút gì là gọi là hồi hộp hay là lo lắng gì hết. Từ cách bạn uyển chuyển, cách bạn ấy nhã chữ, đó là phong thái mà em nghĩ là phải vào một ca sĩ mới có được cái diễn phong thái đó. Minh Anh, diễn viên đó. Không, trong cái màn này thì em cảm thấy chắc chắn số 4 là ca sĩ. Đây là hai người số 4, một người số 5. Dạ. Yeah. Còn đội chủ nhà. Cô số 4 khá đáng nghi ngờ. Nhưng mà đây là một cái bài dân ca, một bài này rất là dễ thuộc. Mà số 4 thì cả nhà thấy là mà đưa lên hơi trễ. Còn số 6 thì các bạn quên rằng khi mà đến điệp khúc á, thì đưa lên quá sớm. Canh me trước, mà bài này rất là dễ thuộc. Số 5 thì rất là thuộc bài. Vậy đó còn mọi người cứ chọn sao chọn. Anh chọn đi, giờ tới phiên mình chọn đó. Ủa hả? Anh thích số mấy anh Sơn? Anh chọn cái người thuộc lời trước. Cho bảo đảm, người số 5.
số 5. Anh chọn số mấy? Thì Hưng nói là... Thôi. Số 4. Thôi. Bên kia chọn số mấy? Dạ, thì bây giờ ở đây là có hai ý kiến số 4, 2, 4, 1, 5 không bây giờ? 2, 4, 1, 5. Hiếu muốn chọn số mấy? Mọi người là chọn số 4 đúng không? Số 4, đúng. Dạ. Số 4. Hiếu chọn số 5. Hiếu chọn số 5. Có nghĩa là cặp cậu ấy không theo đâu. Ok. Quyết định về Minh Anh. Em chọn số 4. 3, 2, 1, số mấy? Số 4. Thất bại thảm hại. Số 4 lùi. Đội chủ nhà. Thật ra thì em số 5 cũng đáng chú ý lắm. Mặc dù đến giờ ta ít nói về em, nhưng mà anh lại có một cái cảm giác ngược lại là thích em số 6. Số 6. Thích là một lẽ nhưng số 5 mới là ca sĩ. Biết, dạ. Không biết vậy. Em theo anh Hưng. Thứ nãy giờ em bắt ép ảnh là em mê trai đẹp là ảnh buồn em. Em theo anh Hưng, số 6. Số 6 lùi. Rồi, bây giờ số 5. Em hát cho người biết em là ai. Số 5 rất là nhiều. Thấy chưa Minh Anh? Không chịu tin tôi chút nói xíu nào đi, chân. Bây giờ tụi em lo quá. Em là ai? Em có phải là ca sĩ hay không? Em xin chào toàn thể quý vị có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Và con xin đặc biệt con xin chào thầy Ngọc Sơn, là thầy kính yêu của con. Học thầy Ngọc Sơn nhiều lắm. Ê, khoan, ra tới đây Ngân nha. Bây giờ mình phân tích thông tin nè. Phân tích thông tin luôn hả? Dạ. Thầy Ngọc Sơn, cô này là học trò. Mới là học trò thôi, chưa là ca sĩ. Có thể là chưa đi hát biểu diễn kiếm tiền. Dạ, thật sự ra là đến với thầy là vì một cái cơ duyên và cũng như là hâm mộ cái tài năng của thầy. Em thì thật sự ra em là ca sĩ. Thấy chưa? Chưa nói chưa? Đấy, xin mời xuống bàn. Dạ, em tên là Quang Như Ý. Như Ý ơi, hôm nay thầy rất vui, rất là hạnh phúc. Cái hạnh phúc vì cái điều đầu tiên là thấy con hát hôm nay rất là đẹp, đúng không cả nhà? Giọng rất đẹp, tất cả các nốt cao thấp đều
rất là tròn trịa mà không bị rung. Toàn thể mọi người đang xem chương trình này rất vui vì con, và chắc chắn mọi người sẽ dành cho con một tràng pháo tay vì hôm nay con hát live rất tốt, rất chuẩn giống như con. Như Ý ơi, Hiếu luôn tin tưởng Như Ý, phải là Hiếu bảo là Như Ý là ca sĩ. Mọi người nghe thấy chưa? Và không mà Hiếu nhìn thấy Như Ý đứng ở trên sân khấu ấy, rất là đúng là tự nhiên và kiểu rất là chuẩn, kiểu lên sân khấu để làm chủ được cái sân khấu. Hiếu ơi, anh 21 anh mời em dạy nhảy cho học trò anh đó nha. Biết đã, Hiếu rất là giỏi. Cảm ơn Như Ý rất là nhiều ha. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn Ý ạ. Còn bây giờ thì Linh xin mời quý vị chúng ta nghỉ giải lao vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại. Bây giờ đây thì cặp song ca của đội khách chuẩn bị ra để biểu diễn, và chúng ta sẽ chọn ra chỉ một người mà chúng ta nghi ngờ đó là ca sĩ. Đôi song ca, đội khách bắt đầu. Làng tôi bên đây quạnh hiu dưới bóng trăng gầy, ước mong một ngày đắp xây nhịp cầu nối bờ thương nhớ. Mùa đông năm nay ai đắp xây nhịp cầu băng qua, thương mối tình ta chờ ngày cây trái đơm bông. Lòng tôi ngân nga nhiều đêm đứng ngóng xa mơ, chỉ mong đôi bờ nối nhịp cầu duyên tới đó. Ai xui làm chi để gánh nhịp cầu duyên cho đôi tình ta xa cách nhau muôn trùng. Sông ơi buồn không, ông tôi ba chắc rồi, giữ lắm tôi ba chắc rồi. Tôi cũng nghĩ vậy á. Nhưng thôi cái này cho Hiếu quyết định. Chiều mơ nhớ nhớ mong, biết tránh hờn ai, mãi tránh vòng tay, trong khi người ta chỉ trách nhau sang hèn. Chim xa đường xưa còn thương nhớ coi nguồn, em sướng vui ngọc ngà, em rẽ sang bên là mình tôi nghe đớn đau. Chim xa rừng xưa còn thương nhớ coi nguồn, em sướng vui ngọc ngà, em rẽ sang bên là mình tôi nghe đớn đau. Chúng ta vừa đến bài hát Lỡ Duyên rồi à, với phần biểu diễn của số 3 và số 4. Mình bắt đầu chọn đi, xem ai là ca sĩ. Lúc nãy thì có đã hứa anh em mình đúng không Minh Anh? Đúng rồi. Dòng này để Hiếu quyết định. Đúng rồi. Tại vì hai anh em đã là sau khi sai nợ lỡ một ca sĩ. Phát nhớ là vòng trước là chị Hương cũng sai nhá. Dạ, chị Hương sai. Không đúng đâu đấy. Lỡ ví dụ như số 4 vẫn là ca sĩ thì sao? Thì Hương ý nói là hai người này đều ca sĩ hết. Mà bây giờ mình tin ai nhất thì mình giữ lại thôi. Đúng rồi. Chị Hương có nghĩ là số 4 là ca sĩ không? Nếu cho Hương chọn thì Hương chọn bằng nam chứ. Cho chắc ăn. Chắc ăn à? Dạ. Lúc nãy là cái cô kia là ca sĩ rồi. Đúng rồi. Trong ba cô nữ. Bây giờ không lẽ cô số 4 này ca sĩ nữa hay sao? Phát ơi mình đừng nói gì nữa. Mình đang sai Phát ơi. Dạ, dạ. Để người ta nói đi. Đúng không? Số 4 thì cưng. Chứ ông số 3 mỗi lần nói tới ông đều ok. Ông đều được đó. Ông đó là ca sĩ. Thì nghĩ là chị bảo là em chọn số 4 đúng không? Số 4 đi. Ok, chọn Hiếu sẽ chọn số 3. Chủ bo. Yeah. Đúng rồi Hiếu. Không mà Hiếu chắc chắn là số 4 không phải là ca sĩ. Tại vì là bạn chuẩn bị cái mic lâu quá khi, trước khi mà bắt đầu cái lời hát ấy. Và để sẵn nửa tiếng rồi xong là mới bắt đầu hát. Ta hát bài có 2 phút mà ông kêu để sẵn nửa tiếng. Thiệt nói nhỏ thúc giọng khóc luôn kìa. Trời ơi, khóc luôn kìa, thấy thương nhỏ không? Hai chàng trai thì sao? Cái câu số 4 á, thì là dòng trước là Phát với lại anh Minh Anh là thấy là cô này có vẻ như có tiềm năng là ca sĩ. Nhưng khi mà cái cô kia, cô số 5 á, là lại là ca sĩ rồi thì đúng là hơi phân vân thiệt. Nhưng mà nhìn cổ rất là chuyên nghiệp, nếu mà cổ loại không trừ, là ca sĩ pháp, loại trừ, nếu mà loại trừ là phải loại. Nhưng mà phải công nhận là cô này cổ có cái thần thái rất giống ca sĩ nha.
Nếu mà cổ... cho tôi được không? Cho đội tôi được không? Còn anh số 3 này đúng là khi mà mình chọn ảnh thì ảnh yeah. Yeah, ta đó. Yeah. Còn mình anh sao? Em vẫn nhường bạn số 3 hơn, em vẫn có niềm tin vào bạn ấy hơn. Tuy nhiên, nhưng mà dòng này thì em vẫn nhường cho Hiếu quyết định. Hiếu, ba. Nhường Hiếu. Hiếu. Hai. Ok, Hiếu chắc một. Chắn là loại số 4. Số 3, lùi. Yeah, yeah, yeah. Hai, ba, yeah. Số 4, cô ấy sẽ hát cho các bạn biết cổ là ai. Xin mời. Dù cuộc đời là bể dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắc son một lòng. Dẫu khổ thế nào thì tình ta vẫn không phai. Khi đó bên nhau ta say biết bao nhiêu mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông dần tàn. Sắc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình hỡi ơi tình, gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời lắm ê chề. Tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi coi như mình đã già. Thôi nhé anh ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến. Bước chân đi là rất duyên nợ rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông dần tàn. Giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình hỡi ơi tình, gieo nhiều nỗi trái ngang cho đời lắm ê chề. Tình ơi, cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi coi như mình đã già. Thôi nhé rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng như chẳng quen. Bước chân đi là dứt duyên nợ rồi. Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Cái bài minh họa đẹp xuất sắc nhất là phát với Minh Anh lên bưng về. Em đuổi sao hả? Khiên về luôn rồi. Khiên về luôn. Bây giờ thì em hãy nói cho người biết em là ai, em có phải là ca sĩ hay không? Em tên là Bảo Tiên, hiện tại thì em kinh doanh tự do, thì cũng có đi hát nhưng mà em kinh doanh là chính. Trời ơi. Kinh doanh. Kinh doanh là chính, Tiên không ơi, phải là ca sĩ. Em có học gì diễn xuất gì không? Mà lúc mà em hát là hết niên nợ rồi, cái em đẩy Hiếu ra đằng kia đó. Dễ thương vô cùng luôn, giống như có tập vậy đó. Dạ, em cảm ơn chị Hương. Thật sự là em rất là đam mê ca hát và đam mê diễn xuất. Cho nên là em cũng có một chút xíu... Đâu được chứ, cho con xíu gì nhiều chứ được, chút xíu gì. Dạ, dạ. Diễn tốt, hát tốt. Nhưng mà cuối cùng là em có đồng ý cho hai anh chàng kia bê anh Hiếu về không? Hay là em chọn hai anh chàng kia? Em định kêu nó lại cho em tạm biệt xíu mà hai anh khinh nhanh quá. Phá đám thấy chưa? Hai người phá đám thiệt rồi. Em cũng rất là thích anh chồng Hiếu. Thích thì lên lại đi, cầm trả mặt lạ lên lại đi. Hiếu là như hôm nay tới đây hỏi vợ hay gì phải ơi. Em đưa bạn ấy vào bên trong luôn đi Hiếu. Đây. Dạ em xin. Anh cũng rất thích em mà. Anh dẫn em vào nhé. Để anh cầm cái này cho, anh cầm cho. Đừng.
trời đó, ơi. Đi nhẹ nhàng thôi. Tạm biệt Hiếu luôn. Bye bye, 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 bye. Anh Linh ơi, giới thiệu chương trình hai người chơi được rồi. Cất ghế luôn, cất ghế luôn. Cất ghế. Thôi thôi. Thôi. Công nhận ba chàng trai này thì phá thiệt là phá luôn rồi đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần song ca của đội chủ nhà. Anh làm sao quên ngày xưa mặn nồng yêu dấu, nỗi cô đơn bùa vây bóng đêm đọa đầy niềm thương nhớ đông đầy. Sống đời hà hứng trôi nghìn năm lá thu tàn rơi, ngày buồn rồi bỗng đến ai ngờ cuộc tình chìm vào bao giờ cuộc đời bao trái ngang, còn gì cho nhau để rồi mãi sau vương sầu nhớ. Định mệnh số kiếp chẳng hề lỗi ai, đành phải cách xa nhau. Ơi em ta mất nhau rồi, trong chiều mưa buồn rơi thu về đây dâng sầu muôn lối, nỗi cô đơn bùa vây bóng đêm đọa đầy niềm thương nhớ đông đầy. Giống Việt Hương với Hoài Phương quá. Cái người sáng tác bài này đó, anh ta có một cô vợ rất là dễ thương, hiền lành, đẹp. Trời ơi. Đây là một bài hát cũng rất là nổi tiếng, đầy cảm xúc, đường tình gió cuốn. Tác giả đó là nhạc sĩ Hoài Phương. Hoài Phương là bạn chung nhà, chung giường của Việt Hương. Có một hôm trong chương ca sĩ ẩn, chính nhạc sĩ Hoài Phương vừa thổi kèn vừa hát. Rất là nhiều giọt nước mắt đã rơi, rất là nhiều cảm xúc đã đông đầy ở trên sân khấu này với đường tình gió cuốn. Hôm nay các bạn biểu diễn, tôi thấy Việt Hương quay lại chắc gửi cho Hoài Phương đúng không? Dạ, gửi cho anh coi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu lựa chọn xem ai là ca sĩ. Hai bạn, một bạn thì diễn thì còn căng hơn cả Phương nữa. Bạn nam này diễn thì căng quá. Một bên lời của đưa micro ra có thể giọng còn khỏe hơn cả mình nữa. Của bạn nữ thì hơi hời hợt một tí, cho nên khả năng trở thành ca sĩ thì cũng khó biết lắm. Nói chung là hai bạn này cũng là một diễn viên trong cái nghề nghệ sĩ, thành ra thấy phong thái rất là đẹp. Chúc mừng phong thái của hai bạn hôm nay cũng là rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn Hưng, theo anh ai là ca sĩ? Với Hưng thì ấn tượng nhiều hơn là phải nói là số 1. Bởi vì bước chân mà em đi thì đã tạo một cái ấn tượng với Hưng rất là nhiều. Nhưng mà sau khi nghe cái bài hát thì Hưng lại nghĩ khác. Tại vì ở bài hát này thì số 1 này hình như là sắp đặt số 1 hát hơi nhiều, để cho bạn nữ đó hát rất là ít. Đó là một cái điều Hưng đang băn khoăn ở chỗ này, là khi mà cái người hát ít người ta không làm gì hết, mà có mặc một cái sore, và khi mà có chuyển động một cái đó thì em đã làm một cái động tác rất là đẹp, là có cầm cái sore mà có xoay đi. Thì Nguyễn Hưng nghĩ đó, người này phải là một người có chất gì đó, cái bản lĩnh gì đó. Cổ trên sân khấu mà cổ khéo vậy, cổ cao đẹp nữa, có thể cổ là người mẫu.
tại vì cô xoay rất đẹp và hoặc là hoa hậu mà biết hát. Thì bây giờ cái khó xử bây giờ chưa biết ai. Ba chàng trai sao? Em nghĩ là cô này có nụ cười rất đẹp, có thể là nha sĩ. Trời đất ơi, chàng quá tới nha sĩ luôn à. Em không có ý kiến gì nhưng mà em ấn tượng với anh số 1. Anh hát mà không đớp. Tại vì quên đó, á. Anh có mấy kiểu lắc lắc cổ sao anh hát. Mà em nghĩ sao ca sĩ mà sao lắc lắc kiểu đó mà cột hơi có vững không để mà hát được ta. Không, phong cách của anh là kiểu Michael Jackson đó. Xong anh quay qua kia xong anh sực nhớ. Hai người đó nói không có si dê gì với chị. Em nói cái quan trọng nè. Tại em với anh Sơn nãy đúng. Mà em nghĩ là số 1 là chắc chắn là không phải ca sĩ rồi. Những cái động tác của bạn số 1 nó nghiêng về múa hả? Đúng rồi, như là người tập nhảy anh nghĩ là cái gì cũng phải đúng cái này, đúng cái kia. Nhiều khi người ta vừa hát vừa nhảy cho nên người ta bị quen rồi. Đúng, nhưng mà mình hát và nhảy ấy thì mình chắc chắn là mình không bỏ cái mic ra rồi. À không bỏ mic ra luôn. Anh số 1 thì lại đang nhảy nhót xong là quên cái mic luôn. Xong là lại úi lại nhớ lại kéo vào. Sau một thời gian tư vấn 6 người em trở lại anh Sơn, anh chọn đi anh. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu chọn. Em ơi, thưa quý vị là Ngọc Sơn hôm nay đến đây là để ngồi cười. Hai lần chọn không được à, thôi bây giờ anh Hưng đi. Nhờ anh đi nhường cho anh đi. Anh Hưng chọn số mấy? Hưng chọn số 6. Rồi, số 6 lui. Bây giờ, xin mời số 1 hát bằng giọng thật của mình cho mọi người biết em là ai. Mà vẫn mãi trong anh bao nhiêu điều xót xa. Dù anh vẫn muốn, dù anh vẫn muốn bên em thật gần, mà con tim người từ bao lâu vẫn lạnh lùng. Từ sâu trong em biết em có bóng hình anh ta. Và dù em có nói ra anh cũng biết đã muộn màng, thì thôi đành giữ lấy những tâm tư trong lòng sâu kín, đành ôm hết những ưu phiền mắt trong tim. Biết anh yêu em nhiều nhưng anh chẳng được bao nhiêu, vì biết trong lòng em đã yêu ai khác cũng rất nhiều. Biết sẽ không bao giờ anh trở thành người em yêu, dù biết nhưng lòng anh sẽ luôn lo lắng cho em nhiều. Dù anh cố níu tay em thật chặt, thì mãi mãi em vẫn chỉ là người đến sau. Trong lòng anh vẫn không hề đổi thay, từ sâu trong ánh mắt em có bóng hình một ai khác. Và dù em có nói ra em cũng biết đã muộn màng, thì thôi đành giữ lấy những tâm tư trong lòng giấu kín, đành ôm hết những ưu phiền cùng nước mắt trong tim. Biết anh yêu em nhiều nhưng anh chẳng được bao nhiêu, vì biết trong lòng em đã anh trở thành người em yêu, dù biết nhưng lòng anh sẽ luôn lo lắng cho em nhiều. I'm still loving you, I'm still loving you, I'm still loving you, I'm still loving you. Sâu trong ánh mắt em có bóng hình một ai khác. Và dù em có nói ra em cũng biết đã muộn màng, thì thôi đành giữ lấy những ưu tư trong lòng sâu kín. Yeah, oh, 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 oh. Biết anh yêu em nhiều, nhưng anh chẳng được bao nhiêu, vì biết trong lòng em đã yêu ai khác cũng rất nhiều. Yêu ai khác rất nhiều. Cảm ơn Vũ rồi em Cây. Em trai, em hãy nói cho người biết em là ai, em có phải là ca sĩ hay không?
Lần đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến các cô chú, anh chị nghệ sĩ. Thì em giới thiệu em tên là Kevin, và mọi người hay gọi em là Cabin Cabin. Và em đến với chương trình ngày hôm nay thì em là ca sĩ ạ. Thấy chưa? Hôm nay em đã để lại trong lòng khán giả cũng như là hai đội chơi với chương trình thật là nhiều ấn tượng. Em có chia sẻ một điều ạ. Được đi em, nói đi em. Tại vì khi mà em được đứng chung sân khấu với các cô chú và anh chị thì em cảm thấy là một điều vinh hạnh của em. Về vũ đạo thì phải nói là em rất là xuất sắc. Bởi vì cho nên là chính là không phải là anh không chọn em. Là thật sự anh cũng nói ngay lúc đó đó mà. Tất cả cái moving của em, tất cả những cử chỉ của em gây cho anh một cái ấn tượng kinh khủng lắm. Nhưng trong sự suy nghĩ của anh thì em cũng biết đây là một cái chương trình gọi là ca sĩ bí ẩn. Thì chúng ta không phải là ai là hoàn toàn được hết. Thì đương nhiên có nhiều khi nó đúng và cũng có những người khi mình không đúng. Nhưng mà cái đúng của anh là anh đánh giá em trước là cái bước nhảy của em. Nó chinh phục anh trước. Cho nên là chính vì đó anh cứ ngập ngừng mà anh chưa dám khẳng định. Đó. Nhảy đẹp quá. Cho nên anh Hưng anh cứ lo là tôi Hưng cũng nói là dancer đó anh. Tại thấy nhuộm tóc và nhảy quá đẹp. Không ra là Hưng cứ nói anh là không phải đâu. Nói chung là trong bụng của anh nó thật sự cho tới bây giờ anh vẫn nghĩ là như vậy. Em rất là hay. Anh bảo đảm với em là em sẽ còn sáng nữa. Sáng lắm em. Yeah. Cảm ơn em trai nha. Chúc cảm em thành chị. Công rực rỡ và sáng chói trên bầu trời nghệ thuật. Dạ, cảm ơn. Như vậy là chúng ta đã loại hai ca sĩ. Như vậy là đội em đã thua số 5 và số 1. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ đưa ra một ca sĩ bí ẩn số 7. Tôi thông báo ca sĩ bí ẩn số 7 là ca sĩ đó. Đó hả? Còn bây giờ chúng ta tạm nghỉ giải lao vài phút. Bây giờ đây thì ca sĩ số 7 sẽ xuất hiện. Nhưng quyền ưu tiên chỉ có một thôi. Chúng ta tính sao đây? Ưu tiên thuộc về ai? Em xin phép anh Hưng với anh Sơn nha. Việc trước nhất ba chay đẹp là anh biết em ngã nghiêng như đó rồi. Nhưng đặc biệt nãy giờ anh Sơn nói về giọng hát, anh Hưng nói về cái điệu nhảy. Mà cái người vừa hát đẹp vừa nhảy đẹp, Trọng Hiếu ngồi đây mà không tặng cho bên này thì tụi em dành cho bằng được. Còn nếu hát tặng cho em chỉ cần một khúc mà có hát có nhảy bài của Hiếu nha, trân trọng thân tặng quyền lựa chọn nó qua bên đó luôn. Bên đây kiểu như hoàn toàn không tặng. Kêu tay trước đi, kêu tay Hiếu trước đi nha. Yeah. Ok. Phần biểu diễn của Trọng Hiếu bắt đầu. Let's go. Come on now. Nghe trong lòng như cuồng quay, từng lời ngọt ngào mê say. Em cho hồn tôi mộng mơ dại khờ mà người đâu hay à. Chắc em là thiên thần ngã từ đâu rơi xuống. Giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy, lòng là tròn bóng mình em chỉ cần woo. Đừng vội đi, hãy đến bên anh này, để cho anh được nhìn nhàng ngắm nhìn em, được làm quen, nói với em bao điều, rằng trái tim anh bây giờ chỉ còn mỗi người thôi. Từ lâu anh luôn mơ một giấc mơ, một tình yêu sẽ mang cho anh niềm hạnh phúc. Yeah. Baby, về hãy cho anh một cơ hội để anh được đến bên em. Come on now, nó nhẹ nhàng giống như là giống như một cuộc dạo chơi nào đó, nhưng mà thật sự mà nói thì nó năng lượng nó dữ dội lắm. Hiếu, một tràng pháo tay nữa cho Trọng Hiếu. Cảm ơn Hiếu. Như vậy là quyền ưu tiên chắc chắn sẽ thuộc về đội khách. Dạ, tặng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ca sĩ bí ẩn số 7. Xin mời.
Bây giờ ca sĩ bí ẩn số 7 sẽ cất giọng thật của mình. Bắt đầu. Sàn tới. Sàn tới rồi. Cái gì? Chuyện ngữ công. Các bạn Minh Anh à. Đi truyền. Do re mi fa son la si mê. Si mê. Ba si mê luôn. Rồi hết rồi đó. Theo em thì em thấy cậu này ca sĩ đấy nha. Bộ vest này là của cậu này mặc đi diễn luôn nè. Nó vừa y khôn khuôn ý phong người cậu ấy luôn. Hiếu. Nếu mà em lấy. Bây giờ chị không có còn Minh Anh gì nữa thì. Sao em thấy sao cái hơi á? Khi mà bạn ấy kiểu từ nhỏ lên to, cái từ dê ấy, nghĩ là chỉ người mà biết hát có thể làm được. Nhưng mà cảm giác là nghĩ là không phải ca sĩ đâu. Không phải ca sĩ. Liên Minh Phát. Dạ. Nói câu cho ta nể nể cái nè. Cái nè câu này câu này là câu chốt để nể đó Phát. Cậu đinh luôn đó chị. Rồi mình làm coi ạc ạc lên coi. Lấy lại danh dự. Lấy lại danh từ dự. Từ nãy giờ phân tích tàu lao không đúng không? Rồi vô nè Phát. Nhìn với lại thần thái này thì em đoán anh này với cái bộ suit đó, cái kiểu này giống như là một người MC nhiều hơn. Phát ơi, MC hay mặc nguyên bộ lắm. Đó kìa. Đó. Đó là kiểu nguyên suit. Còn rồi. Ca sĩ đường họ sẽ có một chút gì là phối hoặc là một cái chút gì đó họ có nổi loạn trong cá tính của họ, hoặc là đôi giày cũng gì. Phát nghĩ là chắc không phải ca sĩ đâu. Đội khách có đổi hay không? Rồi, số 3 hay số 7? Hiếu giữ, Phát giữ. Giữ anh số 3 nha. Minh Anh thì Minh Anh muốn lấy anh số 7 đó, nhưng mà theo số đông. Chúng ta không chọn số 7 đúng không? Ta giữ số 3 đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe ca sĩ bí ẩn số 7 hát, xem anh ấy có phải là ca sĩ hay không. Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mâu. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn mang. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên nuông chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu. Có đắng cay nào bằng em vội vàng qua mâu. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao? Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau
họ ra đi vội vàng. Anh vẫn chờ em dẫu muôn mang, biết em thương người ấy đã rất nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quen nuông chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Nếu một ngày người em yêu bồi bạc, em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn mang. Biết em thương người ấy đã rất nhiều. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quên nuông chiều. Xin đừng quên ta đã từng yêu. Xin đừng quên. Gà tao như anh ơi, chúc mừng em, hát hay quá, đẹp quá, đẹp quá, hay quá, tuyệt vời. Thật sự nói thì đẹp trong lời ca tiếng hát, đẹp trong hình ảnh. Chúng tôi cảm ơn hai bạn diễn viên xiếc ha. Chúng ta vừa đến một bức tranh muôn màu, một bức tranh quá đẹp trong bài hát của Phan Duy Anh. Tôi rất yêu mến giọng hát của em trai này. Bài hát tình yêu vừa rồi quý vị biết không, ở trên mạng đó tôi xem là 120 triệu view. Sắp tới này nha, tôi nghe một tin là Phan Duy Anh có một cái dự án mới, một cái tác phẩm nào mới, em giới thiệu bật mí sơ sơ cái coi. Dạ, lần đầu tiên cho em xin gửi đến chào anh Quyền Ninh và ba anh chị đội nhà và ba anh chị khách mời và toàn thể các anh theo dõi chương trình ca sĩ Biển. Và sắp tới đây thì em cũng bật mí là em sẽ ra mắt một cái sản phẩm mới, bài hát của nhạc sĩ Thiện Ngôn, Cho Anh Say. Thử một vài lời đầu coi. Em thử. Hãy cho anh uống một lần, để được say đến bất cần. Để cho anh khóc một lần, cho nhẹ vơi đi nỗi lòng. Anh đã giả vờ mạnh mẽ, để tim mình phải cô đơn. Để chẳng ai thấy anh vẫn đang tổn thương. Hạt mưa như khóc một người, sao hạt mưa cứ rớt hoài. Cần ai đó hiểu nỗi lòng, tâm sự cho với nỗi buồn. Đi hết quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn cô đơn. Là anh đã sai khi từ chối tất cả, để thật lòng yêu em. Wow. Đấy, 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 bài này ra là hit nữa. Hit nữa. Duy Anh ơi, xin lỗi là Linh Bình Phát và Trọng Hiếu lại bảo là không phải là ca sĩ. Thật sự là xin lỗi cái điều đó. Tính đầu nãy là cái cú là dớt lại từ đầu tới giờ. Phân tích tào lao không? Ai giờ cuối chót tào lao nhất? Cái cậu này á, Phát rất là thích nhạc của cậu này. Đặc biệt là cái bài trước đó nữa, cái bài Vì Anh Thương Em đúng không Duy Anh? Dạ vâng. Cây bằng non. Vô cùng á. Vô cùng, vô cùng, Vì Anh Yêu Em. Bây giờ nè, hát đoạn nghe bài này coi. Nào. Vì anh thương em như thương cây bằng non. Cây nhớ ai làm sao nói được. Vì anh thương em như thương hạt mưa non dài vỡ rồi mà có được đâu. Anh thương em sẽ không cần trước sau, vì anh đã đặt mình ở hướng vô cùng. Trời. Cảm ơn Phan Duy Anh rất là nhiều. Ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Em đã đem đến sân khấu này rất là nhiều niềm vui, và chắc chắn là khán giả cũng đang có rất nhiều niềm vui. Chúc cho
cái bài hát mới của em ra sẽ đạt cái con số view nhiều hơn nữa. Cảm ơn em rất là nhiều, người mà tôi cũng hâm mộ. Cảm ơn anh chị. Còn bây giờ thì sao? Tôi trở lại với thí sinh số 6 của đội chủ nhà. Số 6 là ai? Bò tài. Anh làm gì mà thất vọng ra mặt vậy? Thất vọng lắm. Và bây giờ số 6 sẽ ra hát để xem cô ấy là ai. Mà chắc chắn cô ấy không phải là ca sĩ. Về sông Hương, nước sông Hương còn thương chưa cạn, chim núi ngự tìm bạn bay về. Người tình quê ơi, người tình quê thương nhớ lắm chi. Ai ra về vì nhà, ai về là về Nam Giao. Dốc Nam Giao còn cao mong đợi, trăng vĩ dạ còn gửi câu thề. Người tình quê ơi, người tình quê nhớ xin trở về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
màn biểu diễn rất là đẹp với các cô áo dài tím Vũ Đoàn Việt Hải cùng với Thi Phượng ha. Nhìn một bức tranh rất là đẹp và giọng hát cũng rất là ngọt ngào luôn ha. Anh Hưng xanh ngồi anh quay mặt qua đó vậy anh Hưng? Anh chờ, anh nói là chương trình nó sắp xếp là toàn mời Hiếu lên, trong khi Hưng cũng chưa hát, ngồi đợi quá trời mà không có được hưởng. Nhiều người biết em lắm rồi, nhưng bây giờ anh Nguyễn Hưng, anh đang chờ em giới thiệu. Thôi kìa, ổng kìa. Từ đầu tới cuối luôn. Ổng nhìn Phượng em luôn á. Em là ai? Em có phải là ca sĩ hay không? À, em là Thi Phượng, là Á hậu 1 của Hoa hậu Thế giới Người Việt tại Mỹ. À, xuất thân là diễn viên múa. Xuất thân là diễn viên múa luôn. Dạ, hiện nay thì em cũng đang theo đuổi cái niềm đam mê của mình là trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng hôm nay em đến đây với tư cách là Á hậu ạ. Á hậu bằng hát hay của em à, tuyệt vời. Anh cười nhẹ quá anh Hưng. Khi mà em cất giọng em hát lên, mặc dù em hát rất là hay, tức quá không, nhưng mà trong lòng anh cũng đã biết là cái số mệnh của anh như vậy rồi. Em tức quá à, anh ơi, cho em qua đổi anh Kim ngồi được không? Thật sự là không biết, anh rất là thích, thật sự em có buồn, nhưng mà tại anh lên làm quá em mắc cỡ thôi. Phượng ơi, không có nên thông cảm thì em cũng trai mới lớn. Tiểu bang nào? Dạ, Florida. À, thế giờ Florida hả? Sao lâu đó em không nói anh? Anh mua vé bay, anh bay qua. Đâu bay chi, anh hát trong chương trình đó phi. Có không? Chương trình nào có anh Hưng, có ca sĩ như em là sẽ phải có hài. Và bắt đầu từ đây trở đi, chị tới em là em với chị lãnh lương, còn anh Hưng phi. Phượng ơi, Phượng đừng có đi Mỹ nữa. Bây giờ sau hôm nay là Phượng cứ sang Đức đi, anh chào đón em ở đấy. Cái gì mà giành giật quá. Bắt đầu từ ngày hôm nay, show châu Âu có liên quan tới Đức. Việt Hương với bé Phi Phượng vẫn lãnh tiền. Chồng Hiếu phi. Rồi, cảm ơn Phượng rất là nhiều. Ngày hôm nay em đã đem đến rất là nhiều cảm xúc trong cái phần biểu diễn của em. Chúc mừng em. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh của đội khách, đó là anh chàng số 3. Chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa mang mát cười những âu sầu, đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đến nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Chưa có người đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé hay thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Chọn mẹ đẹp quá. À, cảm ơn cô rất nhiều.
một bài hát mà nó gắn liền với những cái tuổi thanh xuân của rất là nhiều người, đặc biệt trong đó có tôi và Ngọc Sơn. Cái bài lúc Ngọc Sơn sáng tác năm 87. Phải nói là mỗi lần hát đó là tất cả khán giả quận 10 ngồi khóc hết. Tôi còn nhớ mỗi lần Ngọc Sơn ra thôi là hoa không biết bao nhiêu và nước mắt cũng không biết bao nhiêu với bài hát này. Cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ thì em giới thiệu đi. Vâng, lời nói đầu tiên cho em phép chào anh MC Quyền Linh. Rồi, chào em. Cùng ba vị giám khảo đội nhà và ban đẹp trai giám khảo đội khách mời ngày hôm nay ạ. Dạ, em là Ngọc Khang. Hiện tại công việc chính của em là... ca sĩ ạ. Đúng rồi đó. Rồi, chúc em thành công trong cuộc sống. Cảm ơn. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ thì xin mời cả hai đội trở lại sân khấu. Thưa quý vị, như vậy là rõ ràng chiến thắng ngày hôm nay nghiêng về đội khách, đó là Trọng Hiếu, Lê Minh Phát và Minh Anh. Chúc mừng. Mời ba bạn nhận chức của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn, được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào. Giờ sao hả? Giờ mấy người sao? Giờ sao? Con xin lỗi chứ. Thái độ anh kỳ quá nè. Mấy người sao? Em nghe tố mì em không biết. Nói anh kỳ quá à. Luôn. Chưa thấy MC nào mà năn nỉ người chơi mà chọn vậy đó. Mà ví dụ mà nãy mà em mà là đóng cái vai cô bán nước thì thôi rồi. Trời đất ơi, em quánh mà xúc tôi dép mượn luôn.